Chỉ tính trong giai đoạn từ 2015 đến 2020, toàn tỉnh đã tăng khoảng 6.000 ha diện tích cây ăn quả. Đến nay, tổng diện tích cây ăn quả của tỉnh Bắc Giang trên 51.000 ha, bình quân giai đoạn 2015-2020 tăng 2,6% một năm. Tổng sản lượng đạt gần 341.000 tấn, mang lại giá trị trên 8.000 tỷ đồng. Trong đó, diện tích cây ăn quả tập trung chủ yếu và chiếm tới gần 85% tổng diện tích toàn tỉnh là các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Tân Yên. Các địa phương này không chỉ tập trung sản xuất cây ăn quả là các loại chủ lực đặc trưng như vải, nhãn, na, cam, bưởi, mà còn chú trọng đa dạng hóa chủng loại, mở rộng các loại cây ăn quả có tiềm năng, giá trị kinh tế cao như táo, ổi, thanh long, bơ, vú sữa. Đối với cây vải thiều đạt giá trị bình quân sản xuất khoảng 170 triệu đồng một hecta, lợi nhuận trên 100 triệu đồng một hecta, nhãn cho thu nhập khoảng 120 triệu đồng một hecta, lợi nhuận trên 80 triệu đồng một hecta, cam bưởi cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng một hecta, lợi nhuận trên 150 triệu đồng một hecta, táo, ổi, na cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng một hecta, lợi nhuận 130 triệu đồng một hecta, dứa thu nhập khoảng 150 triệu đồng một hecta, lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng một hecta. Đặc biệt đối với các vùng, hợp tác xã áp dụng quy trình sản xuất an toàn Việt Gáp, Global Gáp, hữu cơ, làm tốt công tác xây dựng thương hiệu, nhãn mác sản phẩm cho thu nhập cao hơn 2 đến 3 lần so với sản xuất thông thường. Hộ nông dân Lạng Giang đang quản lý trên 5 tỷ đồng quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Từ nguồn vốn này, gần 100 hội viên đã được vay vốn phát triển sản xuất, chủ yếu là các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, Hội nông dân huyện đã phối hợp với Agribank Lạng Giang tín chấp giúp hơn 1.400 hội viên nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất với tổng dư nợ hơn 116 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã ủy thác cho 3.800 hội viên nông dân vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình tính đến nay đạt trên 137 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn này đã giúp hội viên nông dân có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân. Hôm nay, các đoàn viên thanh niên của thị trấn Nánh đi tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC COVID tại tổ dân phố My Điền 3. Nhiều trường hợp công nhân tại khu nhà trọ đã cài đặt ứng dụng nhưng chưa khai báo y tế, có trường hợp chưa cài đặt. Tất cả đều được đoàn viên giải thích, hướng dẫn rõ ràng. Em cài đặt cái PC COVID này thì nó rất nhiều lợi ích. Nhất là giúp em tiết kiệm thời gian khai báo. Cái thứ hai là sau khi cài đặt thì em sẽ nắm được cái tình hình dịch bệnh ở khu vực này. Em được tiêm, được xét nghiệm bao lần thì sau khi cài đặt thì nó báo trên hệ thống. Thông qua các anh chị đoàn viên ở đây là em cũng biết thêm cái ứng dụng BT COVID. Mình khai báo y tế trên điện thoại nó dễ hơn, nhanh hơn. Và mình biết mình đang trong trường hợp nào. Do mật độ dân cư đông, chủ yếu là các công nhân từ các địa phương khác đến trọ, nên các bạn đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên chia làm nhiều tổ để đi đến các thôn, tổ dân phố, tuyên truyền cho người dân về việc tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt thông điệp 5K, tầm quan trọng, lợi ích của ứng dụng PC COVID trong việc di chuyển giữa các vùng, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, xét nghiệm tầm soát COVID-19. Hàng ngày thực hiện công tác tuyên truyền đi đến từng gia đình, từng phòng trọ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng PC COVID. Những người nào chưa cài đặt thì sẽ được hướng dẫn cài đặt. Những người nào đã cài đặt rồi thì sẽ được các bạn hướng dẫn kê khai y tế trên cái ứng dụng PC COVID đấy. Nó có rất chi nhiều cái tiện lợi với các bạn. Việc tích cực tham gia tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng PC COVID của đoàn viên thanh niên đã giúp mỗi người tự bảo vệ bản thân và cộng đồng, góp phần vào công tác phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Của cán bộ chiến sĩ thuộc Đại đội Vệ binh Tiểu đoàn 46 Bộ Tham mưu Quân đoàn 2 tại khu vực Cổng A của quân đoàn. Mọi hoạt động ra vào quân đoàn của quân nhân đều được kiểm soát chặt chẽ, từ việc kiểm tra giấy tờ, nơi đi, nơi đến, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Đó là hiệu quả từ mô hình vọng gác kiểu mẫu mà đơn vị xây dựng. Trên cương vị là một người chiến sĩ vệ binh, tôi đã ý thức được hậu quả và tác động của dịch bệnh COVID-19. Nên tôi đã ý thức và duy trì nghiêm lề lếp, canh gác, duy trì nghiêm đeo khẩu trang, phun khử khuẩn để không cho dịch bệnh vào trong quân đoàn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, tiểu đoàn đã chủ động tham mưu đề xuất xây dựng các kế hoạch phương án ứng phó với các cấp độ dịch, dự báo các tình huống xấu nhất
để có phương án biện pháp xử lý tốt nhất, với quyết tâm không để dịch bệnh xâm lấn vào cơ quan của quân đoàn. Mô hình vòng gác kiểu mẫu mà tiểu đoàn xây dựng thực hiện gồm mẫu mực trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, mẫu mực về lễ tiết tác phong trong tuần tra canh gác, mẫu mực trong duy trì thực hiện các quy định canh trực sẵn sàng chiến đấu. Với nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là tuần tra, canh gác, kiểm soát quân sự, trong điều kiện dịch COVID bùng phát trở lại, tiểu đoàn đã tích cực triển khai thực hiện mô hình thi đua vọng gác kiểu mẫu được xây dựng ngay trong kế hoạch đầu năm. Cùng với đó, tiểu đoàn đã kịp thời bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với điều kiện chống dịch cụ thể, từ đó phát huy tác dụng và đạt hiệu quả thiết thực, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mục tiêu canh gác, vừa bảo đảm chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch. Để bảo đảm an toàn cho cơ quan quân đoàn, Tiểu đoàn Vệ binh 46 Bộ Tham mưu Quân đoàn 2 đã nhanh chóng triển khai nội dung mẫu mực trong phòng chống dịch. Đây là một điểm mới thể hiện sự nhanh nhạy và chủ động ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19. Và mô hình này được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn đánh giá rất cao. Thực hiện tốt mô hình này góp phần cho Tiểu đoàn Vệ binh 46 thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao, là một trong những điểm sáng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Tham mưu Quân đoàn 2. Với những kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 mà mô hình thi đua vọng gác kiểu mẫu của tiểu đoàn đã được nhân rộng ra các cơ quan đơn vị trong toàn quân đoàn. Cũng như vậy mà tình hình dịch COVID-19 mặc dù có những diễn biến phức tạp, song các cơ quan đơn vị của quân đoàn 2 vẫn không để dịch bệnh xâm lấn vào đơn vị, qua đó giúp quân đoàn tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Xưởng sản xuất nấm của hợp tác xã Thành Đạt, thôn Tây, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang. Nếu như trước đây cơ sở này chỉ sản xuất nấm mọc nhĩ, nấm sò thuần túy, thì 2 năm trở lại đây, toàn bộ 3.000 m² nhà xưởng của hợp tác xã đã được chuyển đổi sang trồng nấm rơm, một loại nấm chỉ sản xuất được vào mùa hè. Khắc phục điều này, hợp tác xã đã ứng dụng nhiều biện pháp kỹ thuật để nấm được sản xuất quanh năm. Có nghĩa mình phải điều khiển được nhiệt độ, tạo độ ấm thì mình có thể đưa một ít hơi mình cho lò hấp lên, mình đun xông hơi vào. Nhưng mình xông riu riu thôi, nhỏ nhỏ thôi, xông quá thì không được. Với lại mình cho thêm các cái bóng úm, đấy, đưa bóng úm đèn sưởi vào. Đấy là lúc rét quá. Có được nguồn hàng ổn định nên việc đưa sản phẩm vào thị trường cao cấp là các cửa hàng tiện ích tại Hà Nội cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Với giá bán buôn hiện nay là 90.000 đồng kg, hợp tác xã sản xuất khoảng 200 tấn nguyên liệu, tương đương với khoảng 60 tấn nấm mỗi năm, đem về doanh thu cao hơn so với nấm thông thường. Số lao động được tạo việc làm cũng tăng lên. Tôi làm ở đây là cũng được mấy năm rồi, từ năm 2016 đến nay, thì công việc cũng nhẹ nhàng, cũng không vất vả, cũng vừa với sức, đồng tiền thu nhập mình cảm thấy cũng ưng. Anh chị đấy cũng giả là tôi là 200.000 một ngày vào 6 triệu một tháng. Tôi định hướng phát triển tới là không phải mình gia đình nhà tôi, mà tôi muốn các cái thành viên trong hợp tác xã của tôi là làm phát triển mạnh thêm. Mà tôi sẽ bảo mọi người là cố gắng để phát huy thành cái mô hình nấm rơm tập trung này để mình có cái chỗ thị trường nó bán nó tốt hơn. Không chỉ có vậy, từ chất thải là bã nấm, hợp tác xã đã tận dụng làm nguyên liệu để trồng rau trong nhà lưới nhà màng thay cho phân bón, để đảm bảo quy trình sản xuất vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây chỉ là một trong số rất nhiều hợp tác xã sản xuất nấm hoạt động hiệu quả từ việc tham gia vào đề án hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu thụ nấm gắn với ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020. Sau 5 năm triển khai thực hiện đề án, tôi đánh giá là các mô hình nấm công nghệ cao theo phát triển mô hình hợp tác xã và mô hình thứ là hộ gia đình đã phát huy được cái hiệu quả. Trong thời gian tới là chúng tôi tiếp tục cái thứ là tham mưu cho tỉnh đánh giá tổng kết các cái mô hình này và nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh để làm sao tạo cho cái giải quyết công việc làm và tăng thu nhập cho bà con trên địa bàn tỉnh trong việc sản xuất nấm này, đưa nghề nấm thành một cái nghề mới trên địa bàn tỉnh. Mặc dù không còn được hỗ trợ nhưng từ thành công trong sản xuất nấm khi tham gia đề án, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư kinh phí để mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng, không dừng lại ở những sản phẩm thông thường mà nhiều hộ trồng nấm, hợp tác xã đã tiếp cận và đưa nhiều sản phẩm nấm cao cấp có giá trị kinh tế như nấm rơm, nấm kim châm, ngọc châm, linh chi, đùi gà ra thị trường. Điều này càng khẳng định hiệu quả và sức lan tỏa từ đề án nấm mang lại. Từ 12 giờ trưa ngày 31 tháng 10, hơn 7.000 lao động của doanh nghiệp này
đã tạm dừng sản xuất để đánh giá lại tình hình. Cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng vẫn duy trì thường trực tại đây. Cùng với doanh nghiệp điều tra truy vết và rà soát những trường hợp tiếp xúc gần có yếu tố liên quan dịch tễ. Doanh nghiệp cũng đã thông báo tới người lao động về chế độ tiền lương trong ngày tạm nghỉ để người lao động yên tâm, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch. Trong 2 ngày qua, chúng tôi đã xét nghiệm toàn bộ hơn 400 người đang lưu trú tại đây, khử khuẩn toàn bộ các khu vực trong nhà máy, nhất là ở những nơi có ca nhiễm, yêu cầu tất cả người lao động phải khai báo y tế trên hệ thống của công ty, trong đó cập nhật cả nơi đang tạm trú. Chúng tôi đã liên hệ để đưa F1 cách ly tại đây đi cách ly tập trung, đã hướng dẫn F2 khai báo tại địa phương, cách ly theo quy định và gửi danh sách rà soát cho cơ quan chuyên môn để gửi về địa phương. Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp với tỉnh Bắc Giang triển khai tích cực các biện pháp trong phòng chống dịch. Ngày 1 tháng 11, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp bước vào chu kỳ lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với tất cả công nhân, người lao động trong doanh nghiệp theo chỉ đạo của tỉnh sau khi phát hiện những trường hợp đầu tiên trong khu công nghiệp dương tính COVID-19. Để đảm bảo không tập trung đông người, hạn chế tiếp xúc lao động giữa các bộ phận nhà xưởng khác nhau, nhiều doanh nghiệp đã để công nhân khai báo thông tin từ trước, không tập trung khai báo ở nơi lấy mẫu, bố trí lần lượt từng tổ truyền. Ngoài việc giám sát lấy mẫu tầm soát, ban quản lý các khu công nghiệp cũng tăng cường các biện pháp phối hợp để quản lý lao động, nhất là đối với lao động ở trọ tỉnh ngoài. Thì ban quản lý chúng tôi đã cùng với các ngành chức năng phối hợp và yêu cầu các doanh nghiệp là rà soát tất cả những lao động trong tỉnh, ngoại tỉnh, lập danh sách. Đối với những doanh nghiệp mà có phát sinh những trường hợp mà F0 ấy, chúng tôi yêu cầu là lập danh sách cụ thể các lao động ở trên các địa bàn và gửi về các ủy ban nhân huyện để phối hợp quản lý và cách ly cho phù hợp. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh đã nhanh chóng thích ứng và khẩn trương có những biện pháp kịp thời nâng cấp độ chống dịch tại doanh nghiệp. Hơn 140 chuyên gia nước ngoài, người lao động lưu trú ở tỉnh ngoài đi về hàng ngày đã được doanh nghiệp này sắp xếp ăn nghỉ tại doanh nghiệp theo mô hình 3 tại chỗ. Đối với những công nhân viên mà đang làm việc ở Gia Sola nhưng cư trú ở tỉnh khác thì ngay từ ngày hôm qua là công ty đã thông báo các bạn sẽ trở về tỉnh Bắc Giang để đảm bảo được cái sự thứ nhất là an toàn và thứ hai là không bị ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của công ty. Thì đối với nhân viên nước ngoài hay nhân viên Việt Nam thì công ty cũng đều sắp xếp những chỗ ăn nghỉ lưu trú ở trong công ty. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, vấn đề ở chỗ cần thích ứng thế nào, linh hoạt ra sao để vừa đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng sản xuất kinh doanh. Tỉnh Bắc Giang vẫn đang quyết liệt và khẩn trương để khống chế ổ dịch trong khu công nghiệp một cách nhanh nhất. Và trong công cuộc ấy, không thể thiếu vai trò chủ thể. Sở Công Thương đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh phân tích đánh giá, dự báo nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng và năng lực sản xuất, kinh doanh của đơn vị để chủ động xây dựng kế hoạch và phương án sản xuất, kinh doanh, bảo đảm nhu cầu thị trường, nhất là hàng hóa thiết yếu, tránh không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc tồn đọng hàng hóa ngoài kế hoạch sau Tết Nguyên đán. Thực hiện kinh doanh hàng hóa phải bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, mẫu mã đa dạng, không sản xuất kinh doanh những mặt hàng nhà nước cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổ chức phân phối hàng hóa rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh và đặc biệt quan tâm đến khu vực nông thôn, miền núi, khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng hình thức kinh doanh, mở rộng mạng lưới, tổ chức các điểm bán hàng tự chọn, bán hàng một giá, quà đóng túi sẵn và tổ chức bán hàng lưu động đến các khu dân cư, khu cụm. Trong đó cây cam diện tích hơn 5.000 ha, sản lượng ước đạt 48.000 tấn. Đến nay đã thu hoạch khoảng 1.000 tấn, tập trung ở huyện Lục Ngạn. Giá bán dao động từ 10 đến 15.000 đồng một kg bằng cùng kỳ năm 2020. Với cây bưởi, diện tích đạt hơn 5,56 nghìn ha, sản lượng ước đạt 36,8 nghìn tấn. Đến nay đã thu hoạch khoảng 3.000 tấn. Trong đó, Lục Ngạn đạt 2.000 tấn, Lục Nam 700 tấn, Yên Thế 200 tấn, Tân Yên 40 tấn. Bưởi da xanh giá bán dao động từ 20 đến 30.000 đồng một kg, bưởi hoàng từ 10 đến 15.000 đồng một quả, tương đương năm ngoái. Để tiêu thụ cây có múi, huyện Lục Ngạn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân liên kết giới thiệu sản phẩm, ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp tác kinh doanh. Hộ làm nông lại thêm kinh nghiệm trong việc thu mua tiêu thụ nông sản cho bà con trong vùng từ nhiều năm nay. Anh Nguyễn Văn Tiến ở thôn Ngọc Mai, xã Chủ Điện nhận thấy sản xuất nông nghiệp là cơ hội có thể làm giàu nếu như lựa chọn đúng hướng đi và có cách làm bài bản. Qua tìm hiểu nhiều nơi, anh Tiến đã lựa chọn mô hình nuôi dê thương phẩm nhập khẩu giống từ Thái Lan về. Sau đó tận dụng lượng chất thải kết hợp trồng dưa lưới theo quy trình hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Với 500 con dê thương phẩm cùng 2.000 m2 nhà lưới nhà màng sản xuất dưa lưới, bước đầu mô hình này đã mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình anh.
Tổng anh thu này, nếu một năm thì cũng ra được khoảng, nếu như ước định bình thường thì tính như này thì nó phải, nếu như chăn dê thì nó khoảng ra khoảng tầm 3 đến 500 triệu một năm. Đấy gọi là tính trừ hết chi phí này khác rồi. Không chỉ tạo thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Tiến còn giải quyết việc làm cho 6 lao động thường xuyên và 32 lao động mùa vụ với mức thu nhập ổn định. Thu nhập thì rất là ổn định. Với mức lương 7 triệu trên một tháng và tôi vẫn làm được công việc nhà. Với mức lương này thì tôi có thể trang trải được cuộc sống của gia đình mình, cải thiện được kinh tế rất nhiều. Không dừng lại ở việc đẩy mạnh sản xuất, mà anh Tiến còn khai thác lợi thế ở địa phương, mạnh dạn phát triển dịch vụ. Muốn liên kết những các hợp tác xã khác và liên kết với tất cả những các bà con quanh quanh ở trong vùng, ở trong xã, trong huyện. Đấy, thì là để liên kết đến một cái làm sau này có một cái chuỗi để mình có xây dựng những cái cửa hàng và xây dựng một cái kho để mình sơ chế, chế biến rồi thì cho trong tương lai để mình thu gom hàng nông sản của bà con rồi lúc trồng ra thì cả mình bao tiêu sản phẩm cho bà con. Sự mạnh dạn trong việc tích tụ đất đai, đầu tư bài bản và lựa chọn cách làm phù hợp, đáp ứng được xu thế và nhu cầu thị trường của gia đình anh Tiến là hướng đi đúng đắn. Đây cũng là kết quả của chương trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao của tỉnh triển khai trong 3 năm qua. Trong thời gian tới thì chúng tôi là tiếp tục tham mưu cho tỉnh tiến hành đánh giá tổng kết để nhân rộng mô hình này và tiến tới thứ gắn cái mô hình này đưa vào theo cái chuỗi liên kết sản xuất để phát triển bền vững. Để thứ nhất là tạo cái công ăn việc làm cho bà con nông dân trên địa bàn, thứ là huyện Lục Nam nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung, để làm sao tất cả các thành viên tham gia chuỗi đều có là cái thu nhập cao nhất. Có niềm đam mê, nắm bắt được xu thế và có cách làm bài bản thì chính sản xuất nông nghiệp sẽ là dư địa lớn để người nông dân có thể làm giàu và giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh Nguyễn Văn Tiến là minh chứng thiết thực cho hướng phát triển ấy. Một buổi kiểm tra tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các chủ tàu vận chuyển đất san lấp tại mỏ đất trên địa bàn xã Phượng Sơn của Tổ Cảnh sát Giao thông Đường Thủy, Công an huyện Lục Ngạn. Ngoài kiểm tra giấy tờ phương tiện, các thiết bị vật dụng cứu hộ, cứu nạn, tổ công tác cũng nhắc nhở tuyên truyền chủ tàu chấp hành nghiêm quy định về tải trọng khi vận chuyển đất. Luôn chấp hành theo các bước, ví dụ như là lấy hàng đúng trọng tải, không quá tải, vận hành trong quá trình mưa, dông, bão thì dây neo hay là lõ kia, tất cả các cái là phải chuẩn bị đầy đủ. Chúng tôi là ngành đi tàu sông nước mà kiêm tàu trưởng thì cũng có nghĩa là cái đấy là mình cũng biết là có nghĩa là mình cũng làm sao là để vừa anh em thế này tuyên truyền thì mình cũng đi là mình sẽ rút ra tất cả các mọi cái là cũng học theo để không thể xảy ra một cái vấn đề gì cả. Từ khi được thành lập đến nay, Tổ Cảnh sát Giao thông Đường Thủy đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Lục Nam. Qua tuần tra kiểm soát, ngoài tuyên truyền, tổ công tác cũng đã lập biên bản xử lý 22 trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy với lỗi như chở hàng quá vạch mớ nước an toàn, thiếu trang bị về phòng cháy, chữa cháy, thiết bị cứu sinh, cứu đắm. Chúng tôi là thường xuyên ứng trực tại tổ chốt được thành lập tại một điểm. Thì chúng tôi thường xuyên một tuần chúng tôi tuần tra 3 đến 4 buổi. Tuần tra nhắc nhở các thuyền viên không chở quá tải và phải đầy đủ trang bị giấy tờ, có đăng ký đăng kiểm phải đầy đủ đảm bảo việc lưu thông trên địa bàn sông. Từ nay đến hết năm, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy vẫn tiếp tục được Công an huyện Lục Ngạn đẩy mạnh thực hiện. Bởi dịp cuối năm, nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy cũng sẽ tăng cao hơn.